Kính thưa quý vị và các bạn, với cái phần này thì Quốc Bảo xin mạn phép là Quốc Bảo không có chuyên môn, nhưng em sẽ làm theo cái cảm thụ âm nhạc trong cơ thể của mình. Em cứ tưởng tượng như em cầm hai cái chiếc đũa, em quơ một nồi bún bò và dạ, một nồi bún mắm, chỉ vậy thôi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ, một phiên bản khác của Không Thể Im Lặng cùng với Hà My, phiên bản nhà hát. Và Quốc Bảo xin được mạn phép hòa mình vào không gian cũng như là vào trọng trách của một người nhạc trưởng. Xin mời quý vị hãy cùng Quốc Bảo di chuyển đến một khu vực quan trọng. Và ngay bây giờ, kính thưa quý vị và các bạn, phiên bản Không Thể Im Lặng cùng với Hà My bắt đầu! Ngàn năm trước có những điều luôn khác biệt, và chưa bao giờ có thể đổi thay. Nhiều điều vô nghĩa không khi nào được nói ra, giờ thì đã đến lúc phải khác đi. Vì tôi, ta sẽ đứng lên từ hy vọng, đã giấc mơ vụt bay đẹp như ánh sao ở nơi xa. Cùng với Hà My. Dạ, kính thưa với huấn luyện viên Cẩm Ly và huấn luyện viên Quốc